12 con giáp đón chờ những may mắn nào trong tháng khởi đầu năm 2021? Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thời gian trôi qua thật nhanh và thoáng chốc đã bước đến những ngày cuối cùng của năm 2020. Tất cả mọi người, ai cũng đều mong muốn sự may mắn, thành công và bình an đến với mình và người thân trong thời điểm năm mới. Trong số 12 con giáp, mỗi người đều có một vận số khác nhau và tùy vào các thời điểm khác nhau trong cuộc đời mà có thể gặp được phúc họa trời ban mà chúng ta không thể lường trước được. Tuy nhiên, các bậc thầy phong thủy cho rằng dựa vào việc phân tích hung mệnh cũng như là số tử vi của các con giáp trong vòng trường sinh, chúng ta có thể phần nào dự đoán được tương lai của các con giáp cụ thể trong đầu năm Tân Sửu 2021. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu về vận may và điều đặc biệt gì sẽ đến với 12 con giáp trong thời điểm đầu năm mới. Con giáp nào sẽ may mắn nhất? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tuổi Tý. Xem tử vi của 12 con giáp trong tháng đầu năm 2021 thấy rằng công việc của người tuổi Tý trong tháng đều hanh thông. Dù công việc bận rộn thì may mắn là người tuổi Tý vẫn có thể phân chia được nội dung công việc rõ ràng, từ đó sắp xếp và thực hiện ổn thỏa. Mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè hòa hợp cũng sẽ giúp bạn có những ngày đi làm tràn ngập niềm vui và động lực. Đôi bên có thể đồng tâm hiệp lực giải quyết những vấn đề hóc búa. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn ắt sẽ nhận được sự khen thưởng của cấp trên. Đây chính là nguồn động lực giúp bạn có chí hướng phấn đấu trong năm mới. Đối với người làm đầu tư, kinh doanh, các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng thăng tiến. Một vài người còn có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình, ví dụ như xổ số, rút thăm may mắn. Khoản tiền này có thể giúp bạn dư giả mua sắm trong một khoảng thời gian ngắn, cũng có thể giúp bạn có được cây vốn để làm giàu sau này. Người làm công ăn lương có một nguồn thu nhập tương đối ổn định, bên cạnh tiền lương hàng tháng thì không thể thiếu được các khoản thưởng nóng, thưởng Tết. Với những người có nghề tay trái, bạn cũng sẽ được trả một mức thù lao tương đương. 2. Tuổi Sửu. May mắn là dù nhiều điều không như ý đổ xô xuống đầu thì những người tuổi Sửu vẫn có một sức khỏe tốt. Đối diện với khó khăn, trắc trở, bạn thường có tâm lý vững vàng, không tự oán trách bản thân nên không tự đẩy mình vào hoàn cảnh căng thẳng, không cần thiết. Thêm vào đó, lối sống khoa học giúp bạn luôn có sức khỏe để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong khả năng của mình. Điều quan trọng là bạn phải tích cực, hành động hơn, có như vậy thì mọi phương diện của cuộc sống mới có những bước biến chuyển tích cực. Tuy nhiên, theo tử vi 2021, điều cần lưu ý trong tháng này là dưới sức ảnh hưởng của hung tinh thái tuế, bản mệnh cần cẩn trọng nếu có kế hoạch xuất hành đi xa. 3. Tuổi Dần. Bách Việt là các tinh chủ về đào hoa xuất hiện, chứng tỏ bạn thường xuyên nhận được những lời hỏi han, quan tâm đến từ bạn bè khác giới. Đây chính là cơ hội để những người tuổi Dần còn độc thân thoát khỏi tình trạng cô đơn, lẻ bóng. Xong bạn cũng không cần phải đến với ai một cách quá nhanh chóng, nhất là khi bạn mới đánh giá đối phương qua bề ngoài. Muốn tình cảm của mình có thể duy trì lâu dài, bạn cần tinh ý để quan sát và nhận ra ai là người thực lòng với mình, ai thực sự phù hợp với mình. 4. Tuổi Mão. Trên thực tế, người tuổi Mão không gặp được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm 2021. Xong bạn vẫn nên cố gắng không ngừng và có niềm tin vào tương lai.
Bản mệnh hãy chú trọng việc phát triển các mối quan hệ xã giao của mình, không nên sống một mình trong thế giới cá nhân. Mối quan hệ rộng rãi sẽ có nhiều tác dụng khi bạn đối diện với khó khăn, thách thức. Có thể khi bạn gặp nhiều điều không như ý muốn, quý nhân sẽ xuất hiện giúp bạn xác định được đường đi, nước bước để vượt qua khó khăn, thậm chí là chuyển bại thành thắng. 5. Tuổi Thìn. Các mối quan hệ của người tuổi Thìn xảy ra nhiều vấn đề trong khoảng thời gian này. Chính vì thế mà bạn sẽ gặp phải hết vấn đề này đến vấn đề khác. Lúc thì là do sơ suất của bản thân, lúc thì là do kẻ xấu cố tình giăng bẫy hãm hại. Tuy nhiên, bạn không nên quá bi quan vào hoàn cảnh hiện tại. Việc bạn cần làm bây giờ là tập trung, cố gắng hết sức mỗi khi bắt tay vào công việc. Nếu bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn vẫn hoàn toàn có cơ hội được cấp trên tán thưởng, thậm chí tạo cơ hội thăng quan, tiến chức, gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức. 6. Tuổi Tỵ. Xem may mắn của 12 con giáp tháng 1 năm 2021 dương lịch, thời gian này quả là may mắn đối với những người tuổi Tỵ. Dù làm công việc gì đi chăng nữa, chỉ cần bạn chăm chỉ, cố gắng thì ắt nhận được kết quả xứng đáng. Người làm công ăn lương có công việc tiến triển thuận lợi, thậm chí có xu hướng phát triển đi lên. Quan hệ xã giao hài hòa là yếu tố quan trọng giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được cơ hội cũng như giải quyết khó khăn. Người làm lãnh đạo có thể phát huy được thế mạnh, dẫn lối mọi người xung quanh, đạt được thành công, mang lại lợi ích lớn trong tập thể. Còn với những người còn trẻ tuổi, bạn có thể đạt được thành tích tốt trong việc học tập, thi cử hoặc tìm được môi trường làm việc phù hợp với năng lực, tính cách của mình. Hãy tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình thông qua các hoạt động xã giao, từ thiện. Rất có thể việc tham gia các hoạt động này sẽ giúp bạn khẳng định được tên tuổi hoặc tiếp xúc với những nhà đầu tư lớn, những người có chức, có quyền sẽ trợ giúp bạn trong sự nghiệp ở tương lai. 7. Tuổi Ngọ. Nếu bạn biết cách cư xử có chừng mực, luôn lắng nghe, trò chuyện, tâm sự với nửa kia thì tình cảm đôi bên lại tiến triển rất nhiều. Hai người có thể chung tay giải quyết vấn đề gặp phải trong cuộc sống, thêm hiểu và thêm trân trọng nửa kia của mình. Với những người độc thân, chỉ cần bạn chịu mở lòng trò chuyện với mọi người thì ắt sẽ nhận ra xung quanh có rất nhiều người xứng đáng để trao gửi tình cảm. Tất nhiên, bạn không cần quá vội vàng đến với một ai đó, cứ tiếp tục dành thời gian để trò chuyện và hiểu thêm về nhau trước khi đưa ra quyết định. 8. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi có thể nhìn xa trông rộng, bạn có thể nhanh chóng phát hiện ra những cơ hội mà mọi người xung quanh không để ý thấy. Điều mà bạn cần chú ý lúc này là đừng để sự tự cao, tự đại trở thành xiềng xích trói buộc mình, khiến mình khó thể đạt được cái đích như mong muốn. Trong quan hệ với đồng nghiệp, cách cư xử hài hòa đôi khi là 9 bỏ làm 10 để giữ hòa khí, tránh tò mò, tọc mạch vào chuyện của người khác. Tốt nhất là hãy làm tốt công việc của mình cũng là cần thiết nếu bạn muốn phát triển cao hơn. 9. Tuổi Thân. Chuyện tình duyên của người tuổi Thân có những chuyển biến tích cực. Bạn có thể mở lòng mình để sẵn sàng đón nhận những điều hạnh phúc mà cuộc sống mang lại. Người độc thân bắt đầu biết chăm chút cho ngoại hình của mình, biết trình diện hơn nên có thể thu hút được ánh mắt của nhiều người khác giới. Bạn có thể gặp được một vài đối tượng triển vọng trong các buổi xã giao, tiệc tùng với khách hàng, đối tác hoặc trong các buổi tụ tập, bạn bè gặp gỡ. Trong khi đó, những người đã lập gia đình ngày một thấu hiểu và thông cảm cho nửa kia nhiều hơn, hai người sẵn sàng cùng nhau đối mặt với khó khăn và cùng vượt qua sóng gió. May mắn của tuổi Dậu. Sự nghiệp của người tuổi Dậu có những bước phát triển vượt bậc. Thời điểm đầu năm dương lịch cũng như cuối năm âm lịch, bạn có thể hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước. Thời điểm này, người theo con đường học hành, thi cử, nghiên cứu cũng gặt hái được thành quả tương xứng với công sức mà mình đã bỏ ra. Các mối quan hệ xã giao rộng rãi cũng là yếu tố thuận lợi giúp bạn đạt được mọi cái đích mà mình đặt ra một cách dễ dàng hơn. Bạn là con giáp vượng quý nhân. Bên cạnh đó, đây cũng là lúc thích hợp để bản mệnh kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh. Quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ. Những ưu điểm nổi bật của bạn sẽ giúp bạn dễ dàng lọt vào mắt xanh của đối tác, những người có chức, có quyền hoặc cấp trên. Đây chính là cơ hội để bạn thăng quan, tiến chức, đẩy mạnh làm ăn, mở rộng thị trường. Những người làm nghề tự do cũng có nhiều cơ hội phát triển,
chỉ cần bạn có niềm tin vào bản thân mình, kiên định đi theo con đường mà mình đã chọn, nhanh nhạy trong việc nắm bắt thời cuộc thì chắc chắn bạn sẽ nhận được một khoản tiền tương ứng với những gì mà mình đã bỏ ra. 11. Tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất luôn cần cù, chịu khó làm ăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình sẽ nhận được sự đánh giá chính xác của người làm lãnh đạo. Cuối năm, bạn vẫn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng để khích lệ cho công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt một năm vừa qua. Với những người làm kinh doanh, cát tinh xuất hiện đem lại cho bạn những cơ may hiếm có, giúp bạn kết giao được với đối tác đáng tin cậy hoặc có người giúp đỡ vượt qua khó khăn. Bạn cần nắm bắt chuẩn xác thời cơ mà cát tinh đem tới để cố gắng vươn lên. 12. Tuổi Hợi. Thời điểm cuối năm âm lịch này, người tuổi Hợi được tận hưởng thành quả mà mình đã bỏ ra trong suốt một năm vừa qua, đồng thời còn được tiếp xúc với những cơ hội thích hợp để khẳng định điểm mạnh của mình, tạo điều kiện để được thăng chức, tăng lương. Bên cạnh việc nhận được sự ủng hộ, yêu mến của mọi người, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Quý nhân sẽ chỉ ra cho bạn những định hướng đúng đắn cho tương lai. Đặc biệt, với những người đang theo đuổi con đường công danh, thì đây là những cơ hội quý mà bạn không thể bỏ qua. Cuối năm chính là cơ hội để bạn bứt phá vươn lên. Nhờ có quý nhân giúp đỡ, bạn tiếp xúc được với nhiều khách hàng, đối tác có triển vọng, đôi bên hợp tác tốt đẹp nên lợi nhuận tăng gấp nhiều lần cũng không phải là điều khó tưởng tượng. Người làm công ăn lương cũng nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng xứng đáng với công sức lao động của mình. Thậm chí có một số người được chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, giúp cải thiện cuộc sống không chỉ ở hiện tại mà còn cả ở tương lai. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!